Công trình Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên được khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 8 năm 2015 với tổng diện tích hơn 46.000 m², bao gồm các hạng mục chính. Sân quảng trường có diện tích rộng 10.064 m², sân lễ đài, sân khấu trung tâm, phủ điêu, vườn hoa, khu cảnh quan bên sông cầu, bãi đỗ xe, hệ thống điện chiếu sáng. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, chính tại nơi đây, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017. Từ đó đến nay, quảng trường đã trở thành địa điểm tham quan, vui chơi lý tưởng của người dân. Dòng người đông đúc, bầu không khí sôi động. Người lớn tản bộ, tập thể thao, nghỉ ngơi. Trẻ nhỏ thì vô tư thả diều, thổi bong bóng, đạp xe, chạy nhảy. Đó là những hình ảnh chúng ta dễ dàng bắt gặp tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên vào những ngày này. Quá tuyệt vời. Vừa là để ghi nhận cái công lao đóng góp của đại tướng, nhưng mà đồng thời cũng là cái chỗ để cho sinh hoạt cộng đồng, cho toàn bộ nhân dân đến đây sinh hoạt các cái hoạt động văn hóa, thể thao, các thứ là tập trung ở đây thì rất là vui. Từ khi có cái quảng trường này là đông vui hơn hẳn đấy. Chị thấy là Thái Nguyên mình có cái này là rất là bổ ích cho trẻ con, vì là đây là chỉ có mỗi sân chơi. Vì Thái Nguyên mình rất là ít sân chơi. Mà chiều nào thì cả xóm chị ra đây chứ không phải riêng gì mấy mẹ con nhà chị. Bác từ khi mở cửa đấy, bác thì thường đi bộ quanh quanh đây thôi. Nhưng mà thấy thiên hạ vui, vui chơi là vui quá. Đây là lần đầu tiên cháu ra đây bởi vì cháu ở ngoài thành phố. Ở ngoài Đắk Lắk á. Đây, tụi cháu ra đây chơi rất vui, cháu thấy ra đây chơi đông, vui và rất là đẹp.